Cảm ơn David. Giờ David có muốn nghe bài gì không? David Phương có muốn nghe bài gì không? David Phương có muốn nghe bài gì không? Chắc phải cột lên thiệt quá. Này cô bé có mái tóc đuôi gà, đạp xe trên phố bán bún canh giò heo. Chết mẹ luôn. Bài ngỡ, hình như bài ngỡ của Quang Hà đúng không David nhỉ? Nãy giờ còn thiếu nhiều bài của mấy bạn quá. Cho phải hát bù đây. Nãy hình như là Quang có thấy bài sau tất cả nữa. Thế giới ảo tình thật em lại không biết bài này, em xin lỗi chị Nguyệt Trần. Sao nhiều bài của chị em không biết quá, chắc là chị phải inbox gửi cho em quá. Nghe đàn hơn nghe hát vậy thôi. Đàn thôi nha, khỏi hát nữa. Hát dở quá. Lâu lắm rồi mới hát bài này, thành ra là nốt. Nếu mà có hát lỗi thì mong tất cả mọi người thông cảm nha. Chặt bé lối, cô đơn cùng với đêm dài, cứ trôi theo em từng ngày. Em ơi giờ đây em cần, cần một vòng tay em ơi, nhưng không cần ai lúc này. Sao trong anh buồn thế? Buồn thế. Anh nghe.
mà sao trong anh buồn thêm. Anh nghe cơn gió đang về như em gần kề bên anh. Anh đưa đôi mắt anh tìm nhưng không thấy em ở đâu. Cha và mẹ.